Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Đây là chiếc xe Mercedes-Benz SL 43 AMG. Thì với chiếc xe SL 43 này bạn là một mẫu xe có thể nói là huyền thoại của Mercedes-Benz. Và cái chiếc xe SL đầu tiên bạn được sản xuất vào năm 1952 và có tên là 300 SL, và hiện tại chiếc xe đó đang được trưng bày tại viện bảo tàng của Mercedes-Benz tại thành phố Stuttgart ha. Trở lại với cái chiếc xe SL 43 AMG của chúng ta, thì chiếc xe của chúng ta có một cái màu sắc rất là đẹp bạn, đó là màu vàng và cái tên của nó là Sunny Yellow ha bạn, một màu của nắng đó. Thì cái màu này thì đối với cái chiếc xe SL 43 này bạn, thì mỗi cái chiếc xe đều là độc nhất tại thị trường Việt Nam các bạn nha. Bởi vì là với cái chiếc xe này bạn, Mercedes-Benz nhập về số lượng rất là giới hạn và mỗi xe là một màu khác nhau ha. Và bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật kỹ lại cái chiếc xe Mercedes-Benz AMG SL 43 này nha. Sẽ thấy là SL 43 AMG của chúng ta có một cái capo rất là dài và rộng bề ngang các bạn. Thì đối với những cái dòng xe thể thao của Mercedes-Benz hay là những cái dòng mẫu xe AMG các bạn, thì các bạn thường thấy là động cơ nó sẽ được đặt gần như là ở giữa trọng tâm của xe, để giúp cho chiếc xe của chúng ta khi mà chúng ta đi vào những cái đoạn đường cua hoặc đi ở tốc độ cao nó sẽ bám đường tốt hơn. Và SL 43 này cũng vậy các bạn. Về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy là SL 43 AMG có một cái thiết kế đặc trưng của những mẫu xe AMG nè. Các bạn sẽ thấy là những cái lưới tản nhiệt của chúng ta là những cái dạng là sọc đứng như thế này ha, và được sơn màu đen bóng ha, logo to bản ở giữa. Ở đây các bạn sẽ thấy là có một cái camera ha, chứng tỏ là SL 43 AMG của chúng ta thì có cái camera 360 độ. Mặc dù đây là một cái chiếc xe với một cái kiểu dáng rất là nhỏ gọn các bạn, nhưng vẫn được trang bị cái camera 360 độ. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là ở cái khu vực này, khu vực cản dưới của chiếc xe rất là giống như những cái mẫu xe AMG các bạn. Đây là những cái ngôn ngữ thiết kế gần như là chung rồi. Về phần đèn pha thì các bạn sẽ thấy là SL 43 AMG của chúng ta được trang bị một cái đèn pha được kéo dài và vuốt nhọn như thế này, nhìn rất là cá tính ha. Bảo đảm với cái ánh đèn này khi mà chúng ta đi vào ban ngày hoặc là ban đêm ha, vẫn làm cho chiếc xe của chúng ta trông nổi bật và cá tính hơn rất là nhiều. Và một điểm nữa các bạn, thì SL 43 AMG của chúng ta chỉ được trang bị đèn pha LED High Performance thôi, vẫn chưa được trang bị đèn LED thông minh hoặc là đèn LED Digital Light. Đó, bởi vì là với những cái chiếc xe này các bạn, thì thông thường thì khách hàng chỉ di chuyển ở trong thành phố ha là chính, cho nên là việc chúng ta không cần phải trang bị cái đèn pha thông minh cho nó để làm gì ha. Tiếp theo nữa, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi sang bên hông. Chúng ta sẽ nhìn thấy là bộ mâm của xe SL 43 của chúng ta nhìn nó rất là đẹp luôn các bạn nha. Và một điều nữa là các bạn sẽ thấy là cụm phanh của SL 43 nè, đây là cái cụm phanh AMG rất là to và được sơn màu vàng. Vô tình nó sẽ trùng với lại cái màu vàng của cái phần màu sơn xe ha. Và khi chúng ta nhìn từ bên hông các bạn, thì các bạn sẽ thấy nha, cái phần thắng xe với lại phần sơn của chiếc xe vô tình nó rất là trùng khớp với nhau ha, rất là đẹp. Đối với chiếc xe SL 43 của chúng ta các bạn, khi mà chúng ta, mặc dù chúng ta có thể là trang bị một cái màu sơn gì đó khác ha, màu trắng, màu đen hoặc là màu đỏ gì đó, nhưng đối với cụm phanh này vẫn là cái cụm phanh màu vàng. Cho nên là đối với cái chiếc xe SL 43 màu vàng này có trang bị luôn cái cụm phanh màu vàng thì ha, nhìn nó rất là hợp với nhau các bạn ha. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy nè, đây là cái bộ mâm đặc trưng của AMG. Các bạn sẽ thấy là ở đây có cái logo AMG ở đây ha. Đó, và lớp xe của chúng ta là lớp xe Michelin. Đây là một cái thương hiệu lớp cũng rất là nổi tiếng rồi. Và kích thước lớp của chúng ta là 265/40 ZR20. Và bây giờ Duy sẽ cho các bạn đi xem cái thông số lớp của bánh sau các bạn. Thì đối với những cái chiếc xe AMG thông thường thì bánh sau sẽ có bề ngang sẽ to hơn đó, và bánh sau là 295/35 ZR20, vẫn là mâm 20 inch cho bánh sau luôn các bạn nha. Và chắc chắn một điều rồi, cụm phanh của chúng ta vẫn là cụm phanh AMG và đĩa phanh rất là to, có được lỗ ha. Chắc chắn đây là những cái chiếc xe hiệu suất cao, cho nên là việc trang bị một cái cụm phanh hiệu suất cao là một điều hiển nhiên rồi các bạn. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là bên hông nè, ở đây có cái chữ là Turbo Electrify, và đây là cái công nghệ turbo tăng áp điện các bạn. Đây là một cái công nghệ mới ha, trên những cái dòng xe hiệu suất cao của Mercedes-Benz. Các bạn sẽ thấy là như là trên là C43 AMG ha, cũng có hệ thống turbo tăng áp điện như thế này. Các bạn sẽ thấy là cụm gương chiếu hậu của SL 43 là được sơn màu đen ha, khác màu so với lại phần màu sơn của xe. Bởi vì là xe của chúng ta được trang bị cái gói là Night Package, hay gọi gọi là phiên bản bóng đêm các bạn. Các bạn sẽ thấy là gương màu đen nè, những cái nẹp chỉ cũng là màu đen nè ha. Đó, các bạn sẽ thấy khu vực này cũng được sơn màu đen, cũng như là những cái nẹp rơm các bạn thì nó sẽ được sơn màu đen nè, chữ xe cũng được sơn màu đen nè ha.
nhìn nó sẽ cá tính hơn. Thông thường đối với những dòng xe thể thao các bạn thì được trang bị cái gói bóng đêm này thì nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn các bạn ha. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi ra phía sau của chiếc xe SL43. SL43 AMG của chúng ta được trang, được thiết kế ở phần đuôi xe nó rất là đẹp các bạn nha. Chiếc xe này nó sẽ thừa hưởng lại cái nét của 300 SL rất là nhiều bởi phần đuôi xe nè. Các bạn sẽ nhìn thấy cái đuôi xe này thì các bạn sẽ không bao giờ nhầm lẫn bởi với chiếc 300 SL được ha. Đó, phần đuôi xe được thiết kế rất là gọi là tối giản, cũng như là được thiết kế bầu và không có nhiều góc cạnh ha. Mặc dù với cái thiết kế này bạn, thì khi mà các bạn nhìn á, cho dù bao nhiêu năm nữa thì Duy nghĩ là SL43 của chúng ta nó vẫn rất rất là đẹp ha. Đó, các bạn sẽ thấy AMG nè đây, và SL43 được sơn màu đen bóng luôn ha, rất là đẹp. Logo của chúng ta cũng màu đen bóng luôn. Ở khu vực này thì các bạn sẽ thấy có một cái cánh nước gió rất là to nè. Thì với cánh nước gió này thì khi mà chúng ta đi ở tốc độ 80 km/h thì tự động cánh nước gió này chúng ta sẽ được đặt, sẽ được đưa lên các bạn nha, và có thể được điều chỉnh 5 cái chế độ khác nhau luôn các bạn nha. Và có thể cái chi tiết cánh nước gió này các bạn thì nó giúp cho chiếc xe của chúng ta khí động học hơn, nhưng khi mà chúng ta nhìn từ phía sau á, chúng ta cũng nhìn thấy nó rất là đẹp ha, rất là ngầu ha. Các bạn sẽ thấy ở khu vực này bô xe của SL43 cũng được sơn màu đen bóng luôn, và có chữ AMG nè, bô của chúng ta là bô kép đối xứng hai bên luôn các bạn ha. Đèn xe ở phía sau các bạn nhìn thấy nó rất là giống với cái đèn phía trước, cũng được vuốt nhọn và kéo dài luôn ha. Khi mà chúng ta đi vào ban đêm, chiếc xe SL43 này thì các bạn thấy rất rất là đẹp, rất là tuyệt vời các bạn. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi vào xem nội thất của chiếc xe SL43 của chúng ta ha. SL43 AMG của chúng ta thì được trang bị là 2+2 các bạn nha, là 4 ghế. Thì đối với cái hàng ghế sau cùng này các bạn thì chỉ cho em bé hoặc là người có chiều cao phải dưới 1,5 m thôi ha. Đó, thì có thể đây là cái vị trí để chúng ta có thể là để đồ là nhiều hơn là việc là chúng ta ngồi ở đây. Bây giờ là Di sẽ cho các bạn xem cái khoang lái của chiếc xe SL43 ha. Ok, bây giờ Di sẽ nổ máy lên nha. Các bạn thấy không, âm thanh của SL43 nghe nó rất là cuốn hút các bạn nha. Khi mà Di nổ máy lên như thế này các bạn thì các bạn sẽ nghe thấy là cái tiếng âm thanh nó khác, rất là ồn, nó ồn lên ha, nhưng một lát nữa thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ dịu dịu lại từ từ ha. Bây giờ Di sẽ tạm thời sẽ tắt máy đi để cho nó giảm cái tiếng ồn. Về phần vô lăng thì các bạn sẽ thấy là SL43 AMG của chúng ta được trang bị một cái vô lăng đúng chất của xe thể thao hoặc là xe đua luôn các bạn nha. Đó, và đây là cái vô lăng của AMG thế hệ mới nhất. Đó, và một điều nữa các bạn là các bạn sẽ thấy nè, ở khu vực này nó có những cái nấm chỉnh nè, các chế độ lái này các bạn, mặc dù là chúng ta có thể điều chỉnh trên cái màn hình này cũng được đó, hoặc là điều chỉnh bằng cái nút Dynamic ở đây cũng được, nhưng SL43 của chúng ta vẫn được trang bị thêm cái nấm xoay ở đây. Thực sự là với cái nấm xoay này Duy nghĩ là mang cái yếu tố trang trí rất là nhiều đó, nhưng mà trong những cái trường hợp mà chúng ta cần thay đổi chế độ lái các bạn thì chúng ta sẽ thay đổi nó nhanh hơn rất là nhiều ha. Ở khu vực này thì các bạn sẽ thấy là có cái nấm là điều chỉnh cái cánh lướt gió ở phía sau nè, chúng ta có thể đóng mở cánh lướt gió phía sau nè, hoặc là chúng ta có thể là chọn cái bô lớn hơn hoặc là bô êm hơn các bạn nha. Đó, mình có thể chọn được cái chế độ cái bô xe luôn, êm hoặc là ồn. Trong những trường hợp mà chúng ta đi về ban đêm ha, về nhà của chúng ta thì chúng ta có thể là chọn cho chế độ nó êm hơn ha, chế độ on off, gọi là bô on off đó các bạn. Đó, còn về phía vô lăng các bạn, những cái nấm điều chỉnh trên này, những cái nút điều chỉnh trên này thì nó cũng giống như những cái mẫu xe của Mercedes-Benz thôi, nó vẫn điều khiển giống nhau hết các bạn. Và một điểm nữa các bạn là đối với và chỉ duy nhất trên cái chiếc xe SL43 AMG của chúng ta thì có thể là cái màn hình này chúng ta có thể là điều chỉnh được cái độ nghiêng các bạn nha. Thì mục đích để điều chỉnh độ nghiêng là giúp cho cái việc mà khi mà chúng ta mở mui hoặc là đóng mui các bạn nó không bị chói nắng cho cái người mà lái xe hoặc là người ngồi bên cạnh ha. Cũng rất là hay. Các bạn thấy không, SL43 AMG các bạn là một cái chiếc xe thể thao hạng sang của Mercedes-Benz các bạn. Cho nên là cái chiếc xe SL43 này được trang bị rất là nhiều những cái option, nó chứ không giống như những cái mẫu xe thể thao mà các bạn sẽ thấy là nó hầu như là chỉ tập trung vào lái thôi, chứ không trang bị nhiều option ha. Nhưng mà SL43 này thì ngược lại ha, hầu như là option gì cũng có. Các bạn sẽ thấy nè, những cái nấm điều khiển nè cũng được đèn và thiết kế dạng tua bin ha, rất rất là đẹp ha.
Các bạn sẽ thấy tiếp theo nữa là loa của chúng ta là loa Boommaster. Đây là một cái hệ thống âm thanh vòm rất là nổi tiếng rồi, bây giờ thì được trang bị rất là nhiều trên những cái dòng xe Mercedes-Benz cao cấp ha, như là Maybach hoặc là những cái dòng xe rất là đắt tiền thì vẫn được trang bị. Đèn viền nội thất của xe ha vẫn được trang bị. Chúng ta có thể là điều chỉnh được rất là nhiều cái chế độ cũng như là 64 màu đèn viền. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là cái ghế xe của AMG SL43 này các bạn ha. Đây là ghế AMG Performance. Đó, có nghĩa là cái ghế của chúng ta là ghế gần giống như là gọi là ghế xe đua các bạn ha, nó sẽ được thiết kế mỏng hơn cũng như các bạn nhìn cái kiểu dáng nè. Đó thì đối với cái dòng ghế mà AMG các bạn thì chúng ta sẽ có hai cái dòng ghế, một là cái dòng ghế AMG bình thường, còn thứ hai là đây là dòng ghế AMG Performance. Các bạn sẽ thấy ở khu vực này có một cái chỗ nè, đây là cái tính năng là sưởi ấm cái cổ của chúng ta bằng gió nóng ha. Ở nước ngoài thì thực sự là sẽ cần thiết với cái tính năng này, khi mà chúng ta lái xe vào mùa lạnh á thì chúng ta có thể là sử dụng cái tính năng này, nhưng ở Việt Nam mình chúng ta thì thực sự nó không cần thiết lắm ha. Thực sự là đối với cái chiếc xe SL43 AMG này thì đây là một cái chiếc xe mà thể thao rất là hiếm và rất là lâu rồi bên Di mới có về cái dòng xe thể thao như thế này. Và bây giờ Di sẽ đóng cái phần mua xe lại để cho các bạn xem ha, và cái thời gian đóng mở mua của cái chiếc xe SL43 này chỉ với 15 giây thôi, và khi mà chúng ta chạy ở tốc độ dưới 60 km/h thì chúng ta vẫn có thể đóng được mua các bạn nha. Đây bây giờ Di sẽ thử đóng cho các bạn xem nè. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây có một cái nút bấm nè ha, đóng mở mua nè. Đó, Di sẽ bấm vào đây đó và Di sẽ kéo vào đây ha, thì các bạn sẽ thấy là phần mui xe sẽ được đóng rất là đẹp các bạn nha. Các bạn để ý ha, thì đối với các chiếc xe SL43 AMG các bạn, khi mà chúng ta đóng mở cái mui á thì sẽ không cần mở cái phần cốp sau ra ha, nó sẽ khác với rất là nhiều những cái mẫu xe đó. Và cái phần gấp mui này tại sao nó chỉ với 15 giây thôi, đó là cái phần gấp mui của chúng ta nó rất là gọn ha. Đó, như thế là đã xong rồi các bạn. Đó, bây giờ Di sẽ thử mở mui ra cho các bạn xem nha. Ok, cũng tương tự và Di sẽ kéo ngược lại. Rất là đẹp ha các bạn. Đó, và mở mui cũng vậy ha, chúng ta chạy ở tốc độ dưới 60 km/h thì chúng ta vẫn có thể là mở mui được. Ok, rất là đẹp các bạn nha, rất là sang trọng luôn. Và bây giờ Di sẽ mời các bạn cùng Di xem cái động cơ của chiếc xe SL43 AMG này nha. Đây là khoang động cơ của chiếc xe của chúng ta ha. SL43 được trang bị cái động cơ 2.0 lít ha, được lắp ráp thủ công bằng tay các bạn của AMG, One Man One Engine. Các bạn sẽ thấy là tên của anh ấy sẽ được để ở trên máy ha. Đây là một cái triết lý cũng như của AMG rồi. Đó, các bạn thấy nè, cái động cơ của chúng ta nè, nhìn rất là đã các bạn nha. Mặc dù đây là cái động cơ chỉ 2.0 lít thôi, nhưng mà các bạn thấy nè, nguyên một cái khoang máy này gần như là chật kín luôn, và hệ thống turbo tăng áp nó nằm ở đây các bạn nha. Nó rất là to ở đây nè. Đó là lý do tại sao mà cả chiếc xe SL43 AMG của chúng ta chỉ được trang bị động cơ 2.0 lít nhưng công suất lên đến là 381 mã lực luôn các bạn nha. Đây là một cái công suất thật sự rất là lớn trên một cái chiếc xe rất là nhẹ và rất là nhỏ như thế này các bạn nha. Đó, và với chiếc xe SL43 AMG này nó có mức giá là 6.959.000.000 đồng. Đó, và lăn bánh của chúng ta thì các bạn biết rồi ha, nó phải từ giá gần 8 tỷ đồng. Đó, đây là một cái chiếc xe có thể nói là với một cái giá rất là cao các bạn nha ha. Và thực sự các anh chị mà chọn cái mẫu xe này phải là những cái anh chị coi như là rất là thích ha về mẫu xe này thì mới có chọn em nó ha. Để biết thêm chi tiết về mẫu xe SL43 AMG hoặc là tất cả những cái mẫu xe khác của Mercedes-Benz thì quý anh chị khách hàng đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo.